Hôm nay tôi rất là xúc động, nhất là khi nghe chứng kiến anh Đinh Bá Tiến nhắc lại cái thời thành lập trường khối chuyên phổ thông. Tôi vào đại học năm 1992, thì năm 93 thì thành lập cái khối chuyên phổ thông năng khiếu. Ở đây thì có anh Đinh Bá Tiến và thầy Nguyễn Thanh Hùng, chúng tôi cũng gắn bó với nhau từ cái thời đó, rất là xúc động. Tôi gắn bó với trường phổ thông năng khiếu từ ngày đó cho đến bây giờ. Tôi cũng tham gia công tác giảng dạy ở trường phổ thông năng khiếu một thời gian. Sau đó thì tôi đi học ở nước ngoài. Khi quay về thì lại vướng vào cái công việc quản lý, cho nên là cũng không trực tiếp giảng dạy. Nhưng mà tôi luôn theo sát từng bước chân, từng sự phát triển của trường phổ thông năng khiếu. Tôi làm giám đốc năm nay là năm thứ tư. Nhưng mà năm nay cũng là năm đầu tiên mà tôi được dự cái lễ khai giảng với trường phổ thông năng khiếu trên cương vị là giám đốc Đại học Quốc gia. Và tôi với cái tinh thần như vậy thì tôi muốn chia sẻ với các bạn học sinh một vài cái suy nghĩ của mình. Ban tổ chức cho tôi 5 phút nên tôi sẽ cố gắng trình bày cái thông điệp của mình trong vòng khoảng từ 5 cho đến 6 phút. Trước mắt, trước tiên thì thay mặt lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thầy gửi lời chúc mừng tới các em đã chính thức trở thành học sinh của trường phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhân ngày khai trường. Trong cái niềm vui và tự hào đó thì có ba từ hơn mà thầy muốn chúc cho các em. Thầy chúc các em bản thân của mình thành công hơn. Thầy chúc cha mẹ, thầy cô của các em hạnh phúc và tự hào hơn. Thầy mong là đất nước mình phát triển hơn, trong đó có cái sự đóng góp đặc biệt quan trọng của các em. Để đạt được ba từ hơn này thì có ba từ bớt mà thầy đặc biệt muốn chia sẻ cùng các em. Bớt đố kỵ, bớt tự mãn và bớt sử dụng điện thoại. Ganh đua để trở thành một học sinh giỏi nhất lớp, để có được một vị trí trong đội tuyển, điều đó là không sai. Nhưng nếu ganh đua thái quá vì những tham vọng cá nhân thì đó là đố kỵ. Cần có một hoài bão lớn hơn, khát vọng lớn hơn cho một đất nước Việt Nam tươi đẹp hơn, thịnh vượng hơn, dân chủ hơn. Và để thực hiện được khát vọng đó, chúng ta không thể thực hiện một mình được. Bớt đố kỵ để có thêm những người bạn tốt cùng đồng hành với mình trên hành trình chinh phục những đỉnh cao của tri thức. Đạt được điểm số cao là tốt, nhưng đừng lấy đó là mục tiêu học tập để rồi tự mãn. Bill Gates đã phải làm việc gần 20 tiếng mỗi ngày để xây dựng đế chế Microsoft. Trước khi đưa Apple trở thành biểu tượng công nghệ, Steve Jobs bị sa thải một cách tàn nhẫn khỏi công ty do chính ông thành lập. Khó ai có thể tin tưởng tượng được một người đàn ông luôn coi mình là thiên tài, người đã tạo ra máy tính Macintosh, sản phẩm tiến bộ bậc nhất thời đó của thung lũng Silicon, lại bị đuổi khỏi Apple. Bớt tự mãn để học tập và rèn luyện chăm chỉ hơn, chấp nhận thách thức và thất bại, học cách vượt qua thách thức và thất bại ngay từ khi còn ngồi ở trên ghế nhà trường. Sử dụng điện thoại để tìm kiếm thông tin phục vụ học tập là tốt, nhưng đừng để điện thoại âm thầm biến học sinh trở thành tù binh của mạng xã hội và game. Nhà tù vô hình này có thể chôn vùi tuổi thanh xuân, hoài bão và khát vọng của các em. Bớt điện thoại, bớt những cám dỗ thông thường, dồn tâm trí cho những công việc phi thường. Tôi muốn trường phổ thông năng khiếu phải là nơi không có điện thoại di động ở trong lớp học. Tầm nhìn của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là trở thành hệ thống đại học nghiên cứu ở trong top đầu châu Á, nơi hội tụ của nhân tài và lan tỏa tri thức, văn hóa Việt Nam. Hôm nay, các em chính là những hạt mầm tươi xanh, mạnh mẽ. Ngày mai, hạt mầm ấy sẽ đâm chồi, nở hoa, lan tỏa tri thức, văn hóa Việt Nam. Cảm ơn các thầy cô trường phổ thông năng khiếu đã và đang cần mẫn với công việc ươm mầm. Cảm ơn bậc cha mẹ đã tin tưởng vào giao những hạt mầm tốt nhất
cho trường phổ thông năng khiếu. Cuối cùng, thay mặt lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tôi gửi lời chúc mừng năm học mới đến toàn thể quý thầy cô và các học sinh trường phổ thông năng khiếu. Chúc nhà trường năm học 2024-2025 đạt được nhiều kết quả tốt. Chúc quý vị đại biểu, thầy cô và các bạn học sinh sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Trân trọng. Xin được.